gọi mặt thôi anh không thấy gì ạ. Mấy người được cái là mặt thâm luôn. Hôm qua kiểu từ muốn anh gọi tiền hà lắm đấy. Đúng rồi, hôm qua anh bắt ra bên trời rồi, không khổ như thế. Tại vì là một gôn tắt là lời thề lắm, anh em mà đến từ tí mò không được rút. Hôm qua là mò thấy mình gôn không bắt đầu được, liên tục luôn. Đẹp đâu, cái gì nó nóng sụt cúng nhé, sụt nhiêu à. Hôm qua máy ông dùng cắt hết. Còn tính ngồi nắm đầu nha. Là có tí với con mày nắm sau rồi. Hết luôn. Sẽ biết đời tiếp tục nữa. Một buổi chiều nắng tại sông Đá Hải Đăng và xin chào mừng quý vị cùng quay trở lại với giải bóng đá Đông Hương Quảng Bình tại Hà Nội lần thứ 5. Trận đấu tứ kết thứ nhất của giải đấu năm nay giữa đội bóng đá đứng đầu bảng A là FC Quảng Ninh gặp đội bóng đá giành tấm vé vớt của bảng B là FC Ba Đồn. Trong một trận cầu để tìm ra đội bóng đầu tiên bước vào chơi trận đấu bán kết. Trong hiệp một trận đấu này thì các cầu thủ Ba Đồn họ vẫn ra sân với trang phục vô cùng quen thuộc là áo quần màu xanh nhạt. Trong khi đó FC Quảng Ninh họ có màu áo thâm hơn, sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải mà anh nhỏ quý vị. Và để cho quý vị theo dõi tôi thì tôi xin giới thiệu sơ qua về đội xuất phát cả đội ngày hôm nay. Về phía các thủ FC Quảng Ninh họ ra sân với sơ đồ rất quen thuộc, bao gồm thủ thành áo số 1 là Văn Thế, các thủ trung vệ thòng Hoàng Lý, cặp hậu vệ cánh sẽ là Vinh Phúc mang số 41 cùng với Tiến Đạt 73, cặp tiền vệ trung tâm Minh Quân cùng với Trọng An sẽ hỗ trợ cho Xuân Tư chơi ở vị trí tiền đạo. Trong khi đó thì các thủ Ba Đồn họ vẫn là những cái tên đấy. Tuy nhiên ngày hôm nay không phải là thủ môn chính thức nữa, mà ngày hôm nay thì Chí Đức, đội trưởng mã số 9 sẽ quay về khung gỗ. Và trên ảnh vẫn là Tiến Dũng mã số 10, Hoàng Nam cùng với Bảo Phúc sẽ là cặp hậu vệ cánh. Trong khi đó thì anh Quân được đẩy lên chơi ở vị trí tiền đạo. Hỗ trợ anh Quân sẽ là Hữu Chiến mã số 18 và Văn Quyết số 22. Dự đoán sẽ là một trận đấu khó khăn dành cho FC Ba Đồn khi mà Quảng Ninh trong giải đấu năm nay đã có một phong độ rất hủy diệt. Họ đã đứng đầu bảng đấu trong một bảng đấu rất mạnh, gồm rất nhiều cái tên hay. Ngày hôm qua thì các thủ Ba Đồn đã giành giật tấm vé với FC Tuyên Minh trong một trận cầu rất cảm xúc. Cơ hội, đấy là tình huống dứt điểm đầu tiên. Tuy nhiên một lần nữa thì Tiến Dũng vẫn là người bật lên chuẩn xác nhất. Trung vệ thòng Tiến Dũng bên phía FC Ba Đồn vẫn là một cầu thủ có chiều cao tương đối hạn chế. Tuy nhiên kỹ năng chọn vị trí cũng như khả năng bật nhảy của anh là điều không cần phải bàn cãi. Trong ngày hôm qua, trong một ngày mà thiếu vắng đi rất nhiều trụ cột thì Ba Đồn với sự xuất sắc của Tiến Dũng cũng đã rất cố gắng để bảo vệ thành quả. Dứt điểm, cú ra chân là của số 11 Minh Quân. Tiếp tục là một cú dứt điểm nữa. Tiến Đạt là cầu thủ thi đấu ở hàng năng cánh phải ngày hôm nay của FC Quảng Ninh. Khi có Hoàng Lý ở trên sân thì Tiến Đạt sẽ được đẩy lên chơi cao hơn. Bên phải là nơi chân giữ của Tiến Đạt. Kỹ năng chơi bóng của Tiến Đạt cũng là điều mà các thủ Ba Đồn cần phải dè chừng khi mà cầu thủ này chơi rất toàn diện, có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào ở trong hàng phòng ngự. Tiến Đạt
đấy là Vĩnh Phúc. Tình huống chuyền bóng chưa chính xác của Vĩnh Phúc. Bảo Phúc ngày hôm nay sẽ có một ngày làm việc tương đối vất vả khi phải đối đầu với một trong những hậu vệ cánh tấn công hay nhất của giải đấu năm nay. Cú sút người ra chân là Trọng An, chắc chắn sẽ là đội hình mạnh nhất của Quảng Ninh rồi, khi mà đây là trận đấu không có chỗ cho sai lầm, sẽ không có bất kỳ một thử nghiệm nào cả, mà là những cái tên, 7 cái tên xuất sắc nhất của FC Quảng Ninh. Tình huống tranh chấp là của số 22 Văn Quyết. Ba Đồn là một đội bóng đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho quý vị khán giả khi mà lượt trận vòng bảng của họ đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khi mà họ đã chịu thất bại ở 3 lượt trận đầu tiên. Và tấm vé bước vào vòng 2 của họ chỉ đến khi họ đã giành chiến thắng đầy xứng đáng và rất quả cảm trước các sư Tiên Minh. Ngày hôm nay thì sân bóng đá Hải đang cũng đang rất sôi động khi có rất nhiều những cổ động viên đến từ mảnh đất Quảng Bình đến cổ vũ cho các cầu thủ ở trên sân. Tấm vé đầu tiên vào chơi trận bán kết sẽ được định hình sau khi trận đấu này kết thúc, sẽ là Ba Đồn hay là Quảng Ninh. Đương nhiên thì Quảng Ninh vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn. Họ là đội bóng đã đứng nhất bảng trong bảng đấu của mình. Còn Ba Đồn chỉ là đội bóng giành vé vớt. Tuy nhiên trong bóng đá thì chúng ta không thể nói trước điều gì. Và FC Ba Đồn vẫn đầy đủ những nhân tố để có thể làm đến bất ngờ. Họ vẫn có một anh quân chơi rất hay ở trên hàng công. Tình huống đá biên lỗi của Vĩnh Phúc. Anh Quân là một cầu thủ rất quan trọng trong màu áo của FC Ba Đồn. Trong ngày hôm qua thì anh Quân đã trong những phút xuất hiện ở trên sân đều thi đấu xuất sắc. Cường độ hoạt động của anh Quân là rất rộng. Điều đấy cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chàng trai mặc áo số 7 đây. Ngày hôm nay thì anh không còn phải chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nữa, mà nhường chỗ lại cho Văn Quyết cùng với cái tên quen thuộc là Hữu Chiến, được đẩy lên chơi cao hơn để tận dụng khả năng di chuyển cũng như dứt điểm của mình. Hoàng Nam cũng là cái tên thường xuyên xuất hiện trong tuyến giữa của FC Ba Đồn, ngày hôm nay được đẩy về chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Là một thế trận sẽ rất chắc bài dành cho Ba Đồn. Kể từ đầu trận thì Quảng Ninh đã không giấu giếm ý định tấn công của mình. Đấy là Bảo Phúc kéo người rồi. Dường như sẽ có một chiếc thẻ dành cho Bảo Phúc sau một tình huống kéo người rất lộ liễu. Số 12 của FC Ba Đồn đã phải nhận một chiếc thẻ vàng đầu tiên của vòng đấu tứ kết. Đấy là một tình huống phạm lỗi có chỗ đích của Bảo Phúc. Nếu như để cho cầu thủ bên phía Quảng Ninh vượt qua thì rất có thể khung thành của Chí Đức sẽ đặt vào tình trạng báo động rồi. Quảng Ninh là đội bóng bất bại ở vòng bảng khi sau 4 trận thắng, xin lỗi quý vị, sau 4 trận đấu thì họ giành chiến thắng 3 lần và chỉ để hòa 1 trận. Một phong độ rất tốt của Quảng Ninh. Đường truyền của số 8 Hoàng Lý. Phản công dành cho Ba Đồn, Anh Quân. Tốc độ của Hoàng Nam, tuy nhiên vừa rồi thì Hoàng Nam đã không thể vượt qua Minh Quân. Tình huống lùi về phòng ngự kịp thời của tiền vệ công bên phía FC Quảng Ninh. Sẽ có một tình huống đa biên dành cho Ba Đồn. Ngày hôm nay thì Ba Đồn có sự xuất hiện của cái tên tương đối lạ lắm trong giải đấu năm nay, đó là số 22 Văn Quyết. Vĩnh Phúc. Trọng An. Tình huống chuyền vào tâm thấp của Trọng An. Đấy là quyết định tương đối sáng suốt của Trọng An khi mà bóng bổng là lợi thế của Tiến Dũng. Có chiều cao không quá ấn tượng, tuy nhiên kỹ năng xử lý bóng bổng của Tiến Dũng là rất tuyệt vời. Và vừa rồi lại là một tình huống cắt bóng bằng đầu nữa của Tiến Dũng. Phản công cho Ba Đồn, Anh Quân. Đấy là Văn Quyết. Bóng chuyền về cho Chí Đức. Ngày hôm nay thì thủ môn của FC Ba Đồn không còn là Đình Lợi nữa. Ngày hôm qua thì Đình Lợi đã có những phút thi đấu ở trên sân rất xuất sắc, tuy nhiên chấn thương không mong muốn đã khiến cho anh phải rời sân. Và ngày hôm nay
tiếp tục không xuất hiện ở trong áo của FC Barcelona. Pha phất bóng của Tiến Dũng. Hoàng Lý vẫn còn. Trọng An rất khéo. Tiến đạt. Toàn bộ cầu thủ của FC Barcelona đã chủ động chơi thấp. Đấy là chiến thuật hợp lý. Điều đấy giúp cho các thủ Barcelona có thể tiết kiệm được sức lực cũng như biết mình biết ta. Đối đầu, đối công với các thủ Quảng Ninh không khác gì là đâm đầu vào chỗ chết. Tình huống đi bóng không thành công của Tiến Dung. Tiếp tục là cơ hội dành cho Quảng Ninh. Dứt điểm. Cú cớ lòng là của số 41 Vĩnh Phúc. Bóng bị chặn lại bởi Hoàng Nam. Ngày hôm nay thì Hoàng Nam đã có mặt ở sân rất sớm để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tứ kết này. Một cầu thủ được mệnh danh là Phạm Văn Mách của đội bóng Ba Đồn. Rất khỏe và đầy nhiệt huyết. Ngày hôm qua thì Hoàng Nam đã có mặt ở sân tương đối muộn. Điều đấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần chiến đấu cũng như độ lì lợm của FC Ba Đồn. Anh Quân. Tình huống phạm lỗi của Tiến Đạt đối với anh Quân. Kể từ đầu trận thì Tiến Đạt cùng với Hoàng Lý đã để ý rất nhiều đến số 7 của FC Barcelona. Ngòi nổ gần như là nguy hiểm nhất đến phía FC Barcelona. Cười. Đấy là tình huống cắt bóng tốt của Hoàng Lý. Phản công ra cho Quảng Ninh. Minh Quân. Đấy là Trọng An. Nguy hiểm quá, dứt điểm, không thành công. Đấy là cú rút rất căng của số 11 Minh Quân. Tuy nhiên Chí Đức vừa rồi đã đứng góc rất đẹp, cản phá bàn thắng của FC Quảng Ninh. Quả thật FC Quảng Ninh có rất nhiều bài tấn công. Là một cơ hội nguy hiểm nữa. Và người dứt điểm vừa rồi là số 14 Xuân Tư. Xuân Tư vẫn là cái tên được giao trọng trách ghi bàn cho FC Quảng Ninh. Thi đấu cao nhất trên hàng công, được hỗ trợ bởi Trọng An cùng với Minh Quân. Tuy là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công, tuy nhiên Xuân Tư không phải là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của FC Quảng Ninh. Cái tên xuất sắc nhất trong khung ghi bàn của FC Quảng Ninh chính là số 11 Minh Quân, người đã thực hiện cú dứt điểm cách đây ít phút. Vĩnh Phúc. Bóng được trả về cho Hoàng Lý. Quả đấm bóng tốt của Chí Đức. Bảo Phúc đã cắt bóng kịp thời. Quả thật FC Barcelona đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phòng ngự, khi mà sức tấn công của FC Quảng Ninh là rất dữ dội. Đánh đầu. Bóng chạm đầu của Tiến Dũng và đi hết đường biên dọc, đá biên ra cho FC Quảng Ninh. Không giấu giếm sự tấn công, FC Quảng Ninh vẫn đang rất chủ động. Tình huống dứt điểm bằng đầu rất tốt của Xuân Tư. Tỷ số được mở ra cho FC Quảng Ninh bằng một cú dứt điểm bằng đầu. Chúng ta đang được xem lại tình huống dứt điểm vừa rồi của số 14 Xuân Tư. Đã không có bất kỳ một cầu thủ nào theo kèm tiền đạo bên phía FC Quảng Ninh. Và 1-0 dành cho FC Ba Đồn. Chứng bị dành cho FC Quảng Ninh. Kế hoạch phòng ngự của FC Ba Đồn đã bị phá sản khi mà trong một pha bóng ở trên không thì Xuân Tư đã đứng rất đúng lúc, đúng chỗ, gõ đầu nhẹ nhàng để mở tỷ số của trận đấu tứ kết này. Ở trong trận đấu cùng giờ thì theo quan sát của chúng tôi, FC Lệ Thủy cũng đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong màn đối đầu với FC Dược Quảng Bình. Anh Quân. Và xử lý tốt của số 11 Minh Quân. Hơn 10 phút của hiệp 1 đã trôi qua rồi và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nhưng về FC Quảng Ninh. Bàn thắng duy nhất tính đến thời điểm tại được ghi cho công của số 14 Xuân Tư, tiền đạo chủ lực của FC Quảng Ninh.
Quảng Ninh là đội bóng đã đứng đầu bảng trong bảng đấu gồm 5 đội. Có những đội bóng như Liên Quân, FC Ron, FC Dược Quảng Bình và Hội Đồng Hương Xây Dựng. Trận hòa duy nhất của họ ở vòng bảng chính là trận hòa trước FC Liên Quân. Với hiệu số rất tốt của mình thì Quảng Ninh xứng đáng cho vị trí đầu bảng đấu. Tình huống tấn công của FC Quảng Ninh phạm lỗi rồi. Đây là tình huống phạm lỗi của số 8 Hoàng Nam. Vẫn là một hiệp đấu rất khó khăn dành cho FC Ba Đồn. Đối đầu với một đội bóng rất mạnh mang tên FC Quảng Ninh. Ba Đồn vẫn đang chưa biết phải làm gì để có thể hóa giải những tình huống tấn công. Tình huống cắt bóng tốt của Hoàng Nam. Trận đấu quý vị và các bạn đang theo dõi là cuộc đối đầu giữa các thủ FC Quảng Ninh và FC Ba Đồn trong khuôn khổ lượt trận tứ kết giải bóng đá Đông Hương Quảng Bình tại Hà Nội lần thứ 5. Trận đấu đang được diễn ra tại sông đá Hải Đăng. Dứt điểm. Dần dần tiếp tục là của Minh Quân. Kể từ đầu trận thì Minh Quân chính là cầu thủ thực hiện nhiều tình huống dứt điểm nhất bên phía FC Quảng Ninh. Dẫu cho đang chưa thể ghi bàn, tuy nhiên Minh Quân vẫn đang chứng tỏ mình là một tiền vệ quân công rất xuất sắc trong giải đấu năm nay. Trọng An đánh đầu. Không có bất kỳ một cầu thủ nào có thể tiếp bóng trong pha bóng vừa rồi. Hữu Chiến, tình huống tranh chấp của Hữu Chiến với số 23 Trọng An. Ngay sau đấy thì anh Quân đã phạm lỗi với Tiến Đạt. Bóng vẫn đang chủ động dành cho FC Quảng Ninh. Hoàng Lý, Trọng An, cánh phải đang là sự xuất hiện của Vĩnh Phúc. Đưa bóng vào, bóng chặn lại bởi Tiến Dung. Vẫn là những tình huống kiểm soát bóng của FC Quảng Ninh. Thời gian cooling break ở giữa hiệp 1, cao thủ sẽ có khoảng 2 phút để có thể nghỉ ngơi. Những phút thi đấu rất khó khăn của FC Ba Đồn. Và họ sẽ có 2 phút để có thể sốc lại tinh thần cũng như chủ động thay đổi về mặt chiến thuật. Giải đấu bóng đá Đông Hương Quảng Bình tại Hà Nội lần thứ 5, tranh cúp HH Dragon. Là giải đấu quy tập rất nhiều những người con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Xin thay mặt ban tổ chức thì chúng tôi cảm ơn những nhà hảo tâm, những đơn vị đã đồng hành cùng giải đấu năm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính là Group HH Dragon, hệ thống giáo dục đá quý Dragon, tập đoàn xây dựng Delta, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhân lực Phúc Nguyên, nhà tài trợ vàng là công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Alosi, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Sake Việt, các nhà đồng tài trợ như nhà xe Hưng Long, công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình chi nhánh Hà Nội, hệ thống nhà thuốc Pharmacy, công ty cổ phần 24 giờ Logistics, công ty cổ phần trang trí nội thất Trọng Nguyên cùng với nhãn hàng thể thao First Sport. Sự đồng hành tài trợ của những nhà hảo tâm đã giúp cho giải đấu chúng ta thêm thành công. Và rất nhiều những trận đấu đã trôi qua rồi và tinh thần fair play cũng như kết nối của giải đấu vẫn đang được diễn ra triệt để. Cao thủ sẽ có khoảng 2 phút để có thể tiếp nước. Hết thời gian nghỉ giữa hiệp và chúng ta sẽ cùng quay trở lại ngay với trận đấu thôi. Đây sẽ là một tình huống đá phạt góc của các thủ FC Quảng Ninh. Sẽ tiếp tục là một cơ hội nữa được các thủ áo xanh đen tạo nên. Vẫn là một thế trận rất áp đảo của các thủ Quảng Ninh, đúng như những dự đoán từ trước thôi. Họ là đội bóng mạnh hơn, có lực lượng rất đông đảo. Người thực hiện tình huống đá phạt góc sẽ là Trọng An. Cú sút không thành công.
Văn Quyết. Tiến Dũng. Chí Đức. Bóng được trả về cho thủ môn Chí Đức. Rất phiêu lưu. Hoàng Nam. Tình huống đi bóng không thành công, Hoàng Nam sẽ là cơ hội phản công cho Quảng Ninh. Trọng An. Đây là anh Quân. Anh Quân Nam bị theo kèm rất sát. Chỉ có một tình huống đá biên dành cho FC Ba Đồn. Sau khi có những điều chỉnh về mặt chiến thuật trong thời gian cooling break thì lúc này cao thủ FC Ba Đồn đã rất chủ động cầm bóng. Họ muốn tấn công, muốn ghi bàn và để đưa trận đấu về và xuất phát. Tình huống chuyền bóng không tốt của Văn Quyết. Cơ hội dành cho các thủ Quảng Ninh. Vĩnh Phúc. Hoàng Lý vẫn là cầu thủ chơi rất điềm tĩnh ở khu vực phòng ngự của FC Quảng Ninh. Không màu mè, thi đấu đơn giản và rất hiệu quả. Anh Quân quá một người. Tuy nhiên sau đấy thì anh Quân đã không thể đi tiếp khi mà Tiến Đạt cũng đã rất sẵn sàng cho một pha truy cản. Chúng ta cũng đang mong chờ Ba Đồn sẽ có những tín hiệu tích cực ở trong mặt trận tấn công. Lúc này thì đội hình của họ đã được đẩy lên chơi cao hơn rồi. Hoàng Nam, anh Quân. Anh Quân không thể vượt qua được số 11 Minh Quân bên phía FC Quảng Ninh. Rất khéo. Phản công. Tình huống nguy hiểm cho FC Quảng Ninh. Cơ hội. Tình huống sau đấy thì Vĩnh Phúc đã bị hẹp các chút đi rất nhiều rồi. Các thủ FC Quảng Ninh vẫn đang có rất nhiều bài tấn công. Quảng Ninh có sự tập đến người. Như vậy là số 41 Vĩnh Phúc rời sân để thế chỗ cho số 6 Hữu Thắng. Lúc này thì thời tiết trên sân bóng đá Hải Đăng đã dịu hơn rất nhiều. Và đây là điều kiện để chúng ta có thể mong chờ những tình huống hay hơn ở những phút tiếp theo. Mới chỉ có một bàn thắng thôi. Cách biệt cũng là mong manh. Và điều đấy khiến cho chúng ta sẽ còn rất nhiều điều đáng xem ở phía trước. Hoàng Nam. Đường chuyền rất vội vàng của Hoàng Nam khi mà anh Quân chưa kịp di chuyển. Kể từ đầu trận thì Văn Thế vẫn đang chưa phải làm việc quá nhiều. Khi mà sự tấn công của FC Ba Đồn đều bị chặn lại bởi các thủ phía trên. Và cả người tốt của Trọng An. Anh Quân. Cơ hội dành cho Văn Quyết. Hoàng Nam. Thảo phối hợp hơi cầu toàn của FC Ba Đồn. Nên là nhịp sút đầu tiên ở tình huống Văn Quyết ở khu vực giữa sân. Văn Quyết lại thực hiện một đường truyền dành cho pha di chuyển của Hoàng Nam. Lúc đấy thì số 8 của FC Ba Đồn đã bị thất đà rồi. Trọng An. Dứt điểm từ xa. Cú ra chân không thành công của tiền vệ trung tâm số 23 Trọng An. Tiến Dũng. Đường chân nhanh dành cho anh Quân. Nhưng tốc độ của số 7 là chưa đủ để theo kịp đường chuyền của Tiến Dũng. Tiến Đạt vẫn đang theo rất sát số 7 anh Quân. Sự nguy hiểm của FC anh Quân chính là bị sự nguy hiểm của FC Ba Đồn chính là mũi nhọn tấn công mang tên anh Quân. Dứt điểm. Cú ra chân rất chay của số 4 Xuân Tử. Rất may cho FC Ba Đồn là ở trong khung thành vẫn còn đó thủ môn Chí Đức với khả năng chọn vị trí tốt của mình. Lúc này thì anh Quân đã kéo về chơi thấp hơn để nhường chỗ trên hàng công cho cầu thủ mã số 22 Văn Quyết. Anh Quân. Không có ai hỗ trợ anh Quân cả. Bảo Phúc. Văn Quyết. Tình huống
đẩy người có lỗi của Văn Quyết. Tiến Đạt. Tình huống bấm bóng của Tiến Đạt dành cho pha di chuyển của Hữu Thăng. Những tình huống đổi cánh như vậy mang lại rất nhiều sự bất ngờ cho hàng phòng ngự của FC Ba Đồn. Rất may cho Ba Đồn vừa rồi thì tình huống bấm bóng của Tiến Đạt lại hơi mạnh. Đội bóng tổ chức tốt hơn, có nhiều bài vở hơn, đang là đội bóng có được lợi thế về mặt tỷ số. Văn Quyết là cầu thủ chỉ vừa mới có mặt ở Hà Nội sáng nay mà thôi. Và rõ ràng sức khỏe, thể lực của Văn Quyết là điều mà cầu thủ này vẫn còn đang chưa thể kịp thời phục hồi. Các thủ FC Quảng Ninh vừa rồi đã có sút tên người. Như vậy là Xuân Tư đã rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ không số và vẫn chưa kịp cập nhật tên. Dường như đấy là Trung Nhân. Cầu thủ áo số 1, Trung Nhân. Đường mất bóng của FC Ba Đồn, dứt điểm. 2-0 dành cho Quảng Ninh. Tình huống dứt điểm bằng chân trái của Trung Nhân. Và bóng dứt điểm rất tốt của Trung Nhân. Đấy cũng là một tình huống dứt điểm tương đối hiểm hóc của Trung Nhân. Tuy nhiên pha bóng vừa rồi thì thủ thành Chí Đức cũng đã làm chủ không tốt khung thành của mình, thì mà lực sút cũng không phải là quá mạnh. Anh Quân, Văn Quyết. Bấm bóng của Văn Quyết dành cho Hoàng Nam. Vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước và chúng ta vẫn đang mong chờ Ba Đồn sẽ có một tình huống dứt điểm hay hơn. Vừa rồi là cú sút của Hữu Chiến. Anh Quân rất hay. Bảo Phúc, Văn Quyết. Văn Quyết đã xử lý sai mất rồi khi mà anh đã giữ bóng quá lâu. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 còn hơn 5 phút nữa. Và đương nhiên là vẫn còn cơ hội cho cả Ba Đồn cũng như Quảng Ninh có thể ghi tiếp tục những bàn thắng. Đối với Quảng Ninh sẽ là bàn thắng nới rộng cách biệt, còn Ba Đồn vẫn đang mong chờ bàn thắng để rút ngắn tỷ số. Thời tiết lúc này đã dịu hơn rồi, không còn quá nắng nữa. Hữu Chiến, Văn Quyết. Tình huống bấm bóng của Văn Quyết dành cho anh Quân. Đấy thật sự là một tình huống chuyền bóng rất khó dành cho anh Quân. Cơ hội, không thể dứt điểm thành công. Phản công cho Quảng Ninh. Dứt điểm, 3-0 rồi. Cú đúp của số 1 Trung Nhân. Và 3-0 dành cho FC Quảng Ninh. Đội hình của FC Ba Đồn đang vụn vỡ trước sự tấn công của FC Quảng Ninh. Như vậy là các thủ FC Quảng Ninh sẽ có sự thay đổi người. Tiến Đạt rời sân để nhường chỗ cho số 18 Xuân Nam. Lúc này thì cách biệt đã là 3 bàn rồi. Trung Nhân vào sân và thực hiện hai tình huống dứt điểm ở chân trái rất khó chịu. Rất nguy hiểm. Tình huống xử lý rất phiêu lưu của số 22 Văn Quyết. Trung vệ thòng của FC Ba Đồn lúc này không còn là Tiến Dũng nữa mà là Văn Quyết. Vừa rồi đã thực hiện một tình huống chuyền bóng hơi cầu thả. Hữu Chiến đã phạm lỗi với Hoàng Lý rồi. Đây là tình huống cao chân của số 18 Hữu Chiến. Vẫn là một trận đấu rất khó khăn của FC Ba Đồn. Hoàng Lý vẫn đang chơi rất chậm rãi, đầy điềm tĩnh. Và cắt bóng tốt của Văn Quyết.
phản công cho Ba Đôn. Hoàng Nam. Bóng được truyền cho Tiến Dũng, tuy nhiên tốc độ của số 10 là không đủ để có thể theo kịp đường truyền của Hoàng Nam. Ngày hôm qua thì Ba Đôn đã có một trận đấu bắt rất nhiều sức đối với FC Tuyên Minh. Và rõ ràng thể lực của họ đã giảm sút đi rất nhiều. Không còn được quá sung sức nữa. Văn Quyết, pha xử lý khéo léo của Văn Quyết. Anh Quân đã không thể vượt qua được số 18 Xuân Nam. Tiếp tục là cơ hội dành cho Quảng Ninh. Rất may cho FC Ba Đôn vừa rồi thì Văn Quyết đã cắt bóng thành công. Hữu Chiến. Tiến Dung. Bình Quân. Cơ hội cho nhân cho Trung Nhân. Trung Nhân là cầu thủ có thể hình rất ấn tượng ở trên hàng công FC Quảng Ninh. Bản thân cầu thủ mang số 1 đã có đến 2 bàn thắng chỉ trong vòng khoảng tầm 3 phút mà thôi. Những cú sút rất trái phải của Trung Nhân. Anh Quân, đây là Hữu Chiến. Cơ hội tiếp tục được dành cho Trung Nhân. 4-0 rồi. Lần này thì là bàn thắng của số 11 Minh Quân. Minh Quân chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của FC Quảng Ninh ở những trận đấu trước đây. Và lúc này đây thì Minh Quân tiếp tục nổ súng. Số bàn thắng của Minh Quân ở giải đấu năm nay đã được nâng lên con số 4 rồi. Minh Quân đang nổi lên là một ứng cử viên để đua pha lưới với cầu thủ Quang Thành cùng với Quý Nghĩa bên phía FC Lệ Thủy. Tính đến hết vòng bảng thì Quý Nghĩa đã có 5 bàn thắng, trong khi đó thì Quang Thành có 4 bàn. Tình huống phòng ngự tốt của Bảo Phúc. 1-1 rất khó khăn của FC Ba Đồn. Quảng Ninh đang chứng tỏ sức mạnh của mình. Lý do tại sao họ lại đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của những cái tên rất sừng sỏ như FC Ron hay là FC Liên Quân. Tiếng cắt bóng tốt của anh Quân. Giải đấu bóng đá Đồng Hương Quảng Bình Hà Nội lần thứ 5 tranh cúp HH Dragon. Đây là vòng đấu tứ kết và chúng ta đã có 4 bàn thắng rồi. Cả 4 bàn đều thuộc về FC Quảng Ninh. Tiếng dứt điểm cận chân rất hay của Minh Quân. Quảng Nam. Đây là Hữu Chiến. Tiến Dung. Chuyển về cho Chí Đức. Tình huống chuyền bóng rất xa của Chí Đức cho pha di chuyển của Hoàng Nam. Những thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Và cách biệt lúc này đang là 4 bàn. Tình huống đá biên sai luật của FC Quảng Ninh. Đây đã là lần thứ 2 cầu thủ Quảng Ninh đá biên sai luật rồi. Đang có những sự chủ quan của FC Quảng Ninh. Lực lượng của FC Quảng Ninh là rất đồng đều, khi mà những cái tên thay thế đều chơi tốt. Họ đã có 3 sự thật để người rồi. Tốc độ của Minh Quân. Đường chuyền rất ấn tượng của Minh Quân dành cho pha di chuyển của Trung Nhân. Và đúng lúc này thì Trọng Chính cũng đang nổi còi kết thúc hiệp một trận đấu giữa cao thủ Ba Đồn và Quảng Ninh. 1-1 rất khó khăn dành cho FC Ba Đồn khi liên tiếp họ phải nhận những bàn thua. Với sự xuất sắc của những cái tên trên hàng công thì Quảng Ninh đã có 4 bàn thắng ghi ở trong hiệp 1. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút để có thể chứng kiến hiệp 2 trận đấu tứ kết 1 giải bóng đá Đồng Hương Quảng Bình tại Hà Nội lần thứ 5. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. We'll be right back.
Và xin chào mừng quý vị cùng quay trở lại với kênh Kết Nối Bóng Đá của chúng tôi. Lượt trận thi đấu tứ kết của giải bóng đá Đồng Hương Quảng Bình tại Hà Nội lần thứ 5. Trong một trận đấu này thì cao thủ FC Quảng Bình đã thể hiện sức mạnh của mình bằng 4 bàn thắng được ghi. Và vừa rồi lại là một tiếp tục. Xin quý vị, vừa rồi lại tiếp tục là một cơ hội nữa được tạo nên bởi đôi chân của Trung Nhân, một cầu thủ chơi rất cơ bản của FC Quảng Ninh. Tiền đạo mà số 1 của FC Quảng Ninh đã có 2 bàn thắng được ghi ở trong hiệp 1. Đấy đều là những tình huống dứt điểm rất hay của Trung Nhân. Trung Nhân thi đấu rất đơn giản, không cần mau mè. Cơ hội dành cho cầu thủ Quảng Ninh. Vừa rồi là cú sút của cầu thủ mã số 9. Cầu thủ vừa được tung vào sân Duy Quyên. Trọng An. Chí Đức. Chí Đức lúc này đã được chơi cao hơn rồi. Hữu Chiến không có đồng đội hỗ trợ anh. Vừa rồi thì Văn Quyết đã không thể hỗ trợ được Hữu Chiến ở trong mặt trận tấn công. Duy Quyền. Trung Nhân cài này rất hay. Đá rất cơ bản. Và đây khó chịu. Cầu thủ mà số 1 bên phía giải Quảng Ninh vẫn đang làm khổ hàng phòng ngự của Ba Đôn. Rõ ràng xét về thể hình thì Tiến Dũng không thể so được với Trung Nhân. Quyền đá biên thuộc về các thủ FC Quảng Ninh. Rất nguy hiểm. Anh Quân. Anh Quân ở trong hiệp 1 cũng đã không có để đất để diễn. Khi mà bóng rất ít khi thuộc về các thủ Ba Đôn. Anh Quân là một cầu thủ thi đấu can lướt tốc độ. Tuy nhiên một phần cũng bị theo rất sát bởi các cầu thủ hàng phòng ngự của FC Quảng Ninh. Chắc chắn các cầu thủ Quảng Ninh ngày hôm qua đã theo dõi trận đấu giữa Ba Đôn và Tuyên Minh rồi. Anh Quân chính là cầu thủ ngòi nổ nguy hiểm nhất của FC Ba Đôn. Tiến Dũng. Đường chuyền dành cho anh Quân. Ngay lập tức là sự áp sát của Hữu Thắng. Anh Quân. Trọng An. Lực lượng về những con người của FC Quảng Ninh là rất dày. Trung Nhân. Dứt điểm. Tình huống đi bóng và dứt điểm của Trung Nhân. Anh ơi, số 1 là tên Nhân này. Mấy ban đây anh? 5 ban ạ. Theo như thông tin chúng tôi cập nhật được thì Trung Nhân chính là cầu thủ đang đua vừa phá lưới cùng với Quý Nghĩa của FC Lê Thủy. Thông tin mà tôi đã cung cấp cho quý vị trước đấy là Minh Quân, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của FC Quảng Ninh là không chính xác. Trung Nhân mới là cầu thủ vươn lên. Như là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của FC Quảng Ninh. Tình huống dứt điểm để bóng chạm xa. Văn Thế vẫn là một thủ môn chất lượng của Quảng Ninh. Tuy nhiên gần như trận nào cũng có ít nhiều những sai lầm. Đấy là điều kiện để cho các thủ Ba Đồn có thể tận dụng. Hoàng Lý. Xuân Nam. Bóng được trả về cho trung vệ Thăng Hoàng Lý. Hữu Thắng. Trọng An. Đưa bóng vào.
Tình huống đưa bóng vào không thành công của số 23 Trọng An. 5 phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua và lúc này tỷ số vẫn là đang được giữ nguyên là 4-0. Nghiêng về FC Quảng Ninh. Trọng An chính là cầu thủ sẽ thực hiện tình huống đá biên dành cho Quảng Ninh. Đánh đầu. Người bật cao là Trung Nhân. Thể hình tốt và chơi bóng rất đơn giản. Chuyển chuyền của Xuân Nam. Anh Quân. Bằng cách rất nhanh của Duy Quyền. Dứt điểm. Cú sút là của số 9 bên phía FC Quảng Ninh. Liên tiếp là những cơ hội được tạo nên bởi những cầu thủ bên phía FC Quảng Ninh. Họ không muốn dừng lại khi mà tỷ số hiện tại đã là 4-0 rồi. Chúng ta vẫn đang mong chờ FC Ba Đồn có được lời đáp trả sau những tình huống tấn công liên tiếp của FC Quảng Ninh. Tuy nhiên vẫn là một thế trận rất khó khăn. Hữu Chiến đối đầu với Hữu Thắng. Không thể làm gì. Lực lượng rất đông đảo của FC Quảng Ninh. Bên ngoài sân họ vẫn còn hơn chục cầu thủ nữa cơ. Nếu như Quảng Ninh cứ thay ra thay vào liên tục thì cao thủ Ba Đồn cũng dần kiệt sức mà thôi. Thì mà lực lượng của Quảng Ninh thì đông, còn Ba Đồn thì rất mỏng. Cơ hội dành cho Trung Nhân. Hat-trick rồi. Hat-trick của Trung Nhân nâng tổng bàn thắng của Trung Nhân lên con số 6 rồi. Có một cuộc đùa vô hình giữa Trung Nhân và Quý Nghĩa. Trung Nhân đã vươn lên là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của giải đấu năm nay. 3 bàn trong trận cầu với các cầu thủ Ba Đồn. Phong độ rất tuyệt vời của Trung Nhân. Tổng số bàn thắng của anh đã được nâng lên con số 6. Tiến Dũng, tinh thần chiến đấu của FC Ba Đồn đã bị giảm sút đi rất nhiều sau liên tiếp những bàn thắng của Trung Nhân. 5 bàn thắng của FC Quảng Ninh được ghi bởi những cầu thủ như Minh Quân với 1 bàn, Xuân Tư 1 bàn và 3 bàn của Trung Nhân. Quảng Ninh như thường lệ vẫn là đội bóng thi đấu rất hủy diệt. Theo như ngôn ngữ phủi thì là họ đã không giữ khách một chút nào cả. Cú sút. Tình huống để bóng không thành công của Trung Nhân. Đấy không phải là một poker. Gần như toàn bộ các thủ FC Ba Đồn đã và đang phải chịu trận rồi. Lúc này thì anh Quân cũng đã rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 16 là Khánh Hòa. Một trận đấu rất khó khăn của FC Ba Đồn. Họ đứng thứ tư của bảng B và phải đối đầu với một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch trong giải đấu năm nay. Có một điều tương đối đáng để lưu tâm đó là FC Quảng Ninh trong những lần tổ chức lá số lẻ thì họ sẽ vô địch. Lần 1 và lần 3 họ đã làm được điều đấy và đây là lần 5. Cổ động viên của FC Quảng Ninh vẫn đang mong chờ điều đấy sẽ tiếp tục lặp lại. Và đội hình của họ năm nay đang rất chất lượng. Bên kia thì Lệ Thủy cũng đang có được lợi thế trước đối thủ Dược Quảng Bình. Quảng Nam. Xuân Nam rất chậm rãi. Hoàng Lý. Hoàng Lý chuyền bóng cho Hữu Thắng. Có ít nhiều những trụ cột của FC Quảng Ninh đã rời sân rồi. Họ muốn giữ sức cho những trận đấu tiếp theo. Thì cách biệt bây giờ đang là khá an toàn. Các cầu thủ FC Quảng Ninh tiếp tục có sự tập đẩy người. Như vậy là Trọng An đã rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 10 Duy Tính. Hoàng Nam không thể vượt qua được Hữu Thắng.
Ba Đồn vẫn đang chứng tỏ mình là một đội bóng có tinh thần chiến đấu rất quật cường. Tuy nhiên đối thủ của họ ngày hôm nay là một liều thuốc thử hạng nặng mang tên FC Quảng Ninh. Không phải ngẫu nhiên mà Quảng Ninh là đội bóng đứng đầu bảng của bảng A. Khánh Hòa dứt điểm, cú ra chân bất ngờ của số 16 Khánh Hòa. Vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước nữa. Và chúng ta vẫn đang mong chờ cao thủ FC Ba Đồn sẽ có được bàn thắng danh dự. Còn để nghĩ về một trận hòa và kéo trận đấu đi xa hơn thì quả thật là rất khó khăn. Cách biệt là rất lớn. Trung vệ thòng số 8 Hoàng Lý rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ mang số 7 là Trọng Hùng. Toàn bộ đội hình của FC Quảng Ninh đã thay đổi và tiếp tục là bàn thắng nữa được dành cho Trung Nhân, cú poker của cầu thủ mã số 1 này. 4 bàn dành cho Trung Nhân và tỷ số là 6-0. Rất ấn tượng cho cầu thủ mã số 1. Dứt điểm dưới đất, dứt điểm trên không, Trung Nhân đều làm tốt. Thể hình lý tưởng cùng với lực chân cũng như khả năng dứt điểm đưa bóng đi vào góc chết của Trung Nhân là điều mang lại rất nhiều lợi thế cho FC Quảng Ninh. Tiến Dung dứt điểm bất ngờ và bàn thắng dành cho các thủ FC Ba Đồn. Chúng tôi đã nói rằng các thủ FC Quảng Ninh vẫn thường xuyên có những tình huống phòng ngự không tập trung và vừa rồi là như vậy. Tình huống ghi bàn của cầu thủ mang số 14 Ngọc Sơn. Thì xác là cầu thủ mang số 10 là người chạm bóng cuối cùng. Tiến Dung đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-6 dành cho FC Ba Đồn. FC Quảng Ninh vẫn đang chơi rất hay ở mặt trận tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ vẫn thường xuyên có những sai lầm tương đối ngớ ngẩn. Và tranh chấp của Tiến Dung đối với Trung Nhân. Khánh Hòa Hòa Nam Văn Quyết xử lý rất khéo. Khánh Hòa Hoàng Nam bỏ bóng rất hay. Ngọc Sơn cú sút ngay của Khánh Hòa và quyền đá biển thuộc về FC Ba Đồn. Tinh thần chiến đấu của Ba Đồn đã được nâng cao hơn sau khi có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Dẫu cho bây giờ là cách biệt vẫn đang là rất lớn. Tuy nhiên chúng ta vẫn đang mong chờ trận đấu hấp dẫn hơn. Duy Tính dứt điểm. Cú sút từ xa của số 10 bên phía FC Quảng Ninh. Đội xuất phát của các thủ FC Quảng Ninh bây giờ chỉ còn một mình cầu thủ chấn giữ trong khung thành Văn Thế mà thôi. Còn lại tất cả các vị trí đều thay đổi rồi. Trung Nhân cũng không phải là cầu thủ xuất phát từ đầu. Hoàng Nam tình huống dứt điểm từ rất xa của Hoàng Nam. Và vừa rồi thì Văn Thế đã làm tốt vai trò của mình. Đấu thắng. Văn Quyết qua người thành công. Hoàng Nam, đấy là tình huống dứt điểm luôn của Hoàng Nam. Và quyền đá phạt góc thuộc về các thủ FC Ba Đồn. Đang có thêm những cơ hội được dành cho Ba Đồn. Thời gian nghỉ giữa hiệp và sẽ có 2 phút để cho các cầu thủ có thể nghỉ ngơi. Lúc này thì thời tiết trên sân bóng đá Hải Đăng đã dịu mát hơn rất nhiều.
Và trận đấu quý vị và các bạn đã theo dõi là cuộc đối đầu giữa cao thủ EC Ba Đồn và EC Quảng Ninh trong khuôn khổ lượt trận thi đấu tứ kết giải bóng đá Đồng Hương Quảng Bình Tài Hà Nội lần thứ 5. Giải đấu chúng ta là nơi quy tụ của 10 đội bóng được chia làm 2 bảng và 4 cái tên của mỗi bảng sẽ bước vào vòng thi đấu tứ kết. Quảng Ninh là đội bóng đã đứng đầu bảng A, còn Ba Đồn là cái tên cuối cùng của bảng B bước vào vòng tứ kết. Để giải đấu của chúng ta thêm thành công thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, những nhà tài trợ kim cương đó là Group H, H Dragon, hệ thống giáo dục đá quý Dragon, tập đoàn xây dựng Delta cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhân lực Phúc Nguyên. Nhà tài trợ vàng là công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Alosi, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Sake Việt, các nhà đồng tài trợ như nhà xe Hưng Long, công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình chi nhánh Hà Nội, hệ thống nhà thuốc Pharmacy, công ty cổ phần 24 giờ Logistics, công ty cổ phần trang trí nội thất Trọng Nguyên cùng với nhãn hàng thể thao Phước Sport. Để giải đấu chúng ta thêm thành công thì rõ ràng sự đồng lòng của rất nhiều những cá nhân và doanh nghiệp chính là điều kiện để bây giờ đây chúng ta vẫn đang cùng nhau theo dõi những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp. Và trận đấu được tiếp tục với quyền đá biên thuộc về FC Ba Đồn. Anh Quân dứt điểm từ xa, cú sút rất xa của anh Quân. Theo quan sát của chúng tôi thì FC Quảng Ninh vừa rồi đã tiếp tục có sự thay đổi người. Số 6 Hữu Thắng rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ mã số 5 là Hữu Thịnh. Quảng Nam, Khánh Hòa, Bảo Phong. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các thủ Ba Đồn. Sau khi đội hình chính thức của FC Quảng Ninh bị thay đổi đi rất nhiều cái tên thì lúc này đây quyền kiểm soát bóng đã nghiêng về hẳn bên phía FC Ba Đồn. Duy Quyền, bóng bị chặn lại rồi. Phản công dành cho Ba Đồn. Chí Đức phối hợp theo bài và Chí Đức đã không quan sát đồng đội mình di chuyển như thế nào. Vẫn là trận đấu rất khó khăn của SC3 rồi, thì mà cơ hội để bước tiếp vào vòng bán kết của họ đã nhỏ hơn bao giờ hết. Cách biệt là 5 bàn. Trọng Hùng dứt điểm từ rất xa. Tiếp tục là bàn thắng dành cho Trung Nhân, bàn thắng thứ 5 của cầu thủ mã số 1. Bật một đùa vừa phá lưới rồi. Thay ai nhưng cũng không thay Trung Nhân. Cuối cùng thì Trung Nhân cũng rời sân để nhường chỗ cho số 14 Xuân Tư. Trung Nhân đã có 5 bàn thắng trong trận đấu này và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu năm nay. Sẽ là một màn đối đầu thú vị khi mà Quý Nghĩa cũng đang có rất nhiều bàn thắng trong màu áo của FC Lê Thủy. Sau khi trận đấu này kết thúc thì chúng tôi cũng xin gửi tới quý vị màn đối đầu giữa các thủ FC 73 và FC Ron. Lượt trận bán kết thứ 3, xin đơn vị lượt trận tứ kết thứ 3 của giải bóng đá Đồng Hương Quảng Bình Hà Nội lần thứ 5. Tình huống áp sát của Chí Đức, đá biên thuộc về FC Ba Đồn. Hoàng Nam bỏ bóng cho Tiên Dung. Việc có thể vào chơi vòng đấu tứ kết đã là một thành công của FC còn rất trẻ, FC Ba Đồn.
thì lực lượng của họ trong giải đấu năm nay là tương đối mỏng với số lượng con người rất ít. Và xử lý của Xuân Tư. Phía đá biển của FC Quảng Ninh đánh đầu, tình huống dứt điểm bằng lưng của Xuân Tư. Thời gian vẫn còn để cho Ba Đồn có thể ghi bàn cũng như Quảng Ninh có thể làm được điều tương tự. Tuy nhiên bây giờ thì cả Ba Đồn cũng như FC Quảng Ninh đã giảm sút tinh thần chiến đấu đi rất nhiều. Cơ hội gần như là không còn đối với Ba Đồn. Còn Quảng Ninh họ cũng không mặn mà cho mặt trận tấn công nữa. Hữu Thịnh. Đường truyền của Hữu Thịnh dành cho Xuân Tư. Tuy nhiên vừa rồi thì số 14 đã không thể tiếp bóng thành công. Trận đấu quý vị và các bạn đang theo dõi là cuộc đối đầu giữa các thủ Ba Đồn và FC Quảng Ninh trong khuôn khổ lượt trận thi đấu tứ kết 1 giải bóng đá Đồng Hương Quảng Bình Hà Nội lần thứ 5. Trận đấu đang được diễn ra tại sân bóng đá Hải Đăng. Và đây là những diễn biến của hiệp 2 rồi. Tỷ số lúc này đang là rất đậm nghiêng về FC Quảng Ninh. Rất nhiều bàn thắng đã được ghi trong trận đấu này. Anh Quân. Bóng đã đi hết đường biên dọc và quyền đá biên thuộc về FC Quảng Ninh. Tiếp tục là tình huống đá biên sai luật của FC Quảng Ninh. Văn Quyết. Đây là Chí Đức. Đường truyền của Chí Đức là có ý đồ cho pha di chuyển của Hoàng Nam. Tuy nhiên sức dướn của số 8 bên phía Ba Đồn là không đủ. Tiếp tục là sự tạo đường gầy nữa bên phía FC Quảng Ninh. Sự xuất hiện trên sân là của số 99 Tư Hải để thay cho vị trí của Duy Quyên. Xuân Tư. Tiến Dũng đã cắt bóng thành công, phản công cho Ba Đồn. Đường truyền hơi khó của Tiến Dũng dành cho anh Quân. Anh Quân quả người thành công, đưa bóng vào. Tuy nhiên bóng đã nằm gọn trong tay của Văn Thế rồi. Xuân Tư. Tư Hải. Tiếp tục là quyền đá biên thuộc về FC Quảng Ninh. Hơn 2 phần 3 thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua rồi. Và cách biệt vẫn đang là rất lớn đối với FC Quảng Ninh. Văn Quyết chuyền bóng cho anh Quân. Số 7 của FC Ba Đồn vừa rồi đã bị tác động. Anh Quân, tình huống dứt điểm hỏng ăn của anh Quân. Hữu Thịnh. Cơ hội dành cho các thủ FC Quảng Ninh. Không thể ghi bàn. Vừa rồi thì Từ Hải đã có một tình huống băng cắt khá hay. Tuy nhiên số 99 bên phía Quảng Ninh đã không thể ghi bàn. Chỉ có một tình huống đá phạt góc mà thôi. Đấy là pha tạt bóng của số 7 Trọng Hùng. Chứ không phải pha dứt điểm. Thank you.
Duy Tính. Tình huống chuyền bóng khá hay. Hữu Thị, Xuân Tư. Mất bóng rồi, phản công cho Bán Ôn. Chí Đức đẩy người. Đấy là tình huống đẩy người của Duy Tính. Và rất nhanh thì trọng tài đã thổi còi để cho Ba Đồn có được một tình huống đá phạt cố định. Sẽ là một tình huống đá phạt có chơi còi của FC Ba Đồn. Đứng sau bóng lúc này đang là hai cái tên Văn Quyết cùng với Chí Đức. Tình huống đá phạt lỗi của các thủ Ba Đồn. Chúng ta sẽ chờ xem tình huống triển khai của FC Ba Đồn. Tuy nhiên tình huống phối hợp đã không thành công. Khánh Hòa, Bảo Phong, Anh Quân. Tiếp tục là tình huống tấn công của Ba Đồn. Anh Quân, đường chuyền hay của Anh Quân dành cho Chí Đức. Cơ hội do đội trưởng của Ba Đồn. Cú sút của Chí Đức đã không thể chiến thắng được Văn Thế. Khánh Hòa, Anh Quân. Hoàng Nam, tình huống xử lý không thành công của Hoàng Nam. Anh Quân, đây là Khánh Hòa. Đường chuyền không chính xác của Khánh Hòa. Thời gian còn không nhiều nữa và gần như chắc chắn là chiến thắng đã thuộc về các thủ FC Quảng Ninh rồi. Tiếp tục là sự tập đẩy người nữa bên phía FC Quảng Ninh. Duy Tính rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ mang số 66 là Công Hoàng. Xuân Tư dù đã thay rất nhiều người, tuy nhiên FC Quảng Ninh cũng đang có rất nhiều cơ hội. Tình huống băng cắt tiếp tục là của Xuân Tư. Xuân Tư chính là cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số của trận đấu này, mở ra một trận đấu tương đối dễ dàng dành cho FC Quảng Ninh. Công Hoàng, đây là Trọng Hùng. Và cả bóng hay của Anh Quân. Vẫn là Anh Quân. Tuy nhiên cuối cùng thì Trọng Hùng đã cắt bóng trước mũi giày của số 7 bên phía FC Ba Đồn. Hữu Chiến, Chí Đức dứt điểm luôn. Cú sút ở tư thế hơi khó của Chí Đức. Hữu Thị không thể vượt qua được số 22, Văn Quyết. Tiến Dũng, Khánh Hòa phản công nào. Tuy nhiên Khánh Hòa đã chuyền bóng cho Xuân Tư rồi. Anh Quân, cơ hội dành cho số 7 bên phía Ba Đồn. Không có cú sút của Anh Quân. Và sau đấy thì Anh Quân đã bị áp sát bởi số 66 Công Hoàng. Tiếp tục là cơ hội dành cho Ba Đồn. Anh Quân đã hơi tham lam trong pha dứt điểm vừa rồi. Sự thật ở người tiếp tục thuộc về FC Quảng Ninh. Xuân Tư rời sân để nhường chỗ cho số 30 là Xuân Hoan. Gần như tất cả các cầu thủ của FC Quảng Ninh đã thi đấu trong buổi chiều ngày hôm nay.
tỷ số là rất đậm và đây sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ trên băng ghế dự bị của Quảng Ninh có thể thi đấu. Phạt góc dành cho các cầu thủ Ba Đôn. Tiến Dung. Cả thủ Ba Đồn vẫn đang nỗ lực để có thể ghi thêm bàn thắng danh dự. Tiếp tục sẽ là tình huống đá biên của FC Quảng Ninh. Phản công cho Ba Đồn. Hữu Chiến. Những tình huống cuối cùng của Ba Đồn vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề trong buổi chiều ngày hôm nay. Họ không phải là không có ít cơ hội. Tuy nhiên những cú sút vội vàng của anh Quân, của những Văn Quyết hay cả của Trí Đức nữa đã giúp cho họ mới chỉ có một bàn trong buổi chiều ngày hôm nay của tôi. Cú sút của Văn Quyết. Thời gian đã trôi về những phút thi đấu bù giờ rồi. Chiến thắng đã nằm trong tay của Quảng Ninh. Và bây giờ thì cả hai đội bóng chỉ mong chờ tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài. Đối với Ba Đồn thì vòng đấu tứ kết cũng là một thành công của họ rồi. Và Quảng Ninh vẫn đang là đội bóng trên con đường đi tìm chức vô địch của giải đấu năm nay. Và cắt bóng của Tiến Dũng. Dứt điểm. Cú ra chân là của số 7 Trọng Hùng. Tiếp tục là tình huống đá biên dành cho FC Quảng Ninh. Phản công cho Ba Đồn. Hữu Chiến. Bên kia đang là Chí Đức. Sửa lưng mất rồi. Cú sút sau đấy của Chí Đức đã bị chặn lại bởi hai cầu thủ bên phía FC Quảng Ninh. Tuy nhiên trọng tài cho rằng vừa rồi đã có một tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ bên phía Quảng Ninh. Và đá phạt đền dành cho Ba Đồn. Anh Quân sẽ là người được ra trọng trách thực hiện tình huống đá phạt đền dành cho FC Ba Đồn. Sẽ có bàn thắng thứ hai dành cho Ba Đồn hay không? Anh Quân đối đầu với Văn Thế. Không có cơ hội có thể bắt bóng trong pha bóng vừa rồi. Hai bàn thắng danh dự của FC Ba Đồn. Và đúng lúc này thì trọng tài chính cũng đã nổi cái kết thúc trận đấu tứ kết 1 giữa FC Ba Đồn và FC Quảng Ninh. Như vậy thì Quảng Ninh là đội bóng đầu tiên bước vào chơi trận bán kết. Xin chúc mừng FC Quảng Ninh và cũng xin chúc mừng một mùa giải rất cố gắng của FC Ba Đồn. Đến đây thì buổi trực tiếp của chúng tôi cũng xin phép được dừng lại. Xin cảm ơn sự theo dõi của toàn thể quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại tiếp quý vị ở trận đấu tiếp theo của giải bóng đá Đồng Hương Quảng Bình tại Hà Nội lần thứ 5.